Gì cơ? Phòng giường đôi đắt hơn phòng giường đơn nhiều đó. Mình chỉ thuê được phòng đơn mà thôi. Phải chơi chiêu chị em sinh đôi rồi. Wow, cô nàng xinh quá đi. Chào anh, cho em đặt một phòng đơn nha. Chìa khóa của em đây. Nó còn mở cửa trái tim anh nữa đó. Tuyệt vời, đi thôi. Tạm biệt anh nha. Wow, mình rơi vào lưới tình mất rồi. Tuyệt vời, chắc là mình cần gấp đôi bữa sáng đó. Thêm đồ ăn nào. Cái này nữa. Cần anh giúp gì không? Nhiều đồ ăn quá nhỉ. Không, cảm ơn anh nha. Em tự bê được mà. Em đói quá rồi. Đồ ăn đâu hết rồi ta? Chẳng còn gì cả. Mary, chị mang đồ ăn cho tụi mình nè. Cuối cùng. Cảm ơn chị yêu nha. Chúc mừng kỳ nghỉ hoàn hảo của chị em mình. Ôi chết rồi, Thơm đang đến kìa. Mình phải làm sao đây? Trò đùa kinh điển của tụi mình. 1, 2, 3. Gương. Hè, anh cần nói chuyện với em. Chỉ một phút thôi. Đi với anh ha. Phú hồn, có tác dụng rồi. Anh muốn gì? Chưa từng thấy gương soi hả? Ôi chết à. Anh đẹp trai quá à. Em phải đi rồi. Số điện thoại của em nè. Nhớ gọi cho em nha. Ok công chúa. Gặp em sau. Làm ơn cho mình 2 ly nước. 2 hả? Ok. 1 ly cho cậu. Và ly kia là cho công chúa của mình. Chào em. Sao cậu dám? Để bạn gái của tôi yên. Cậu mới là người để bạn gái của tôi yên đó. Ừ, đủ rồi. Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Thấy sao hả nhóc? Ủa? Jack là bạn trai của em. Xin lỗi nhạc le. Wow, le nhảy tốt thật đó nha. Xin chào. Đây có phải là nơi đấu vũ đạo không cậu? Đúng vậy, người thắng cuộc sẽ nhận 10.000 đô la. Đăng ký ngay đi thôi. Mình biết một vũ công nữ rất đỉnh đó. Cô ấy đâu rồi ta? Mới thấy ở đây mà. Chắc là ở trong phòng ha. Gì nữa đây? Mình có thể cùng nhau chiến thắng đó. Thể hiện cho mọi người thấy đi. Yeah, cảm nhận được nguồn năng lượng rồi. Cô này lạ ghê. Nhẹ nhàng thôi Claire à. Cậu đã thắng được 10.000 đô la. Xin chúc mừng. Còn cậu thì nhận được phần quà khuyến khích. Cáp cáp, bé vịt hả? Đáng yêu quá đi. Chào em, dành tặng cho em nè. Hẹn hò với anh nha. Em không thích hoa. Khoan đã, em cần phải thay đồ. Chào anh. Cho em hả? Loại em thích nhất luôn á. Sao mà anh biết hay vậy? Nào, mình đi thôi. Hả? Em vừa mới ở đó cơ mà. Bằng cách nào? Được rồi, mình đi nha. Ủa, Tommy, anh đâu rồi? Thôi kệ. Mình được ăn nhiều sô-cô-la hơn chứ sao. Em ngồi đi. Đây là nhà hàng tuyệt nhất phố đó. Phục vụ ơi, làm ơn mang cho chúng tôi. Khoan đã, cô nàng ăn khỏe lắm đó. 2 phần của tất cả các món khai vị. Món chính và món tráng miệng ngon nhất nha. Cảm ơn. Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn. Thêm nữa nè. Ồ, thật hả? Thêm đồ ăn. Mình có ý này nè. Mary, đến nhà hàng đi. Ngay và luôn nha. Ồ, nhìn kìa anh à, là Rihanna. Ở đâu? Anh đâu thấy gì đâu. Ồ, chắc do em tưởng tượng ra mà thôi. Tuyệt quá đi. Nhức nách luôn. Sao vậy? Đưa chị ly nước đi. Đây. Uống bị đôi mình nào. Ủa, ly của em đâu? Em uống hết mất tiêu rồi. Em không cưỡng lại được. Em khát khô cả cổ luôn. Vậy à. Ok.
anh tặng cho em này. Cho em á? Anh tuyệt quá đi. Của chị mà. Để xem nào. Gì vậy bé? Ai ở dưới bàn vậy? Anh nói gì vậy hả? Vòng tay xinh xỉu. Cảm ơn anh. Là kiểu em thích nhất đó. Ủa, ủa, hai cô gái chứ không phải là một cô sao? Hình như mình bị đau rồi. Mình đi nha anh. Thôi mà, anh là ngọt ngào nhất đó. Nhưng em phải đi rồi. Tạm biệt. Ủa, Claire à. Chụp selfie một cái nha. Bye bye Tom. Bye em. Ủa, là em nữa này. Ôm lại nha anh. Tạm biệt anh. Gì vậy trời? Nhìn này, em có chụp hình với bạn trai của chị nè. Nhưng đó là chị cơ mà. Cái đồ bắt chước. Thích thật đó em gái à. Nhưng mà có một vấn đề. Mình không có dép. Em nghĩ ra ý này nè. Chào Thơm. Cho em đôi dép với được không? Dĩ nhiên rồi. Của em đây. Cảm ơn nha. Cơ mà cho em hai đôi luôn được không? Hai đôi lận á. Lý do là thế này. Ok, đúng là một cô gái đặc biệt mà. Em có dép rồi nè. Cảm ơn nha em gái. Ow, chân của mình. Cần anh giúp chứ? Cảm ơn anh. Tựa vào anh này, để anh giúp em nha. Phòng của em đây. Nghỉ ngơi và sớm khỏe lại nha cô bé. Cảm ơn anh Thơm. Anh hùng cứu mỹ nhân. Gì thế này? Không, bây giờ em không thể chạy bộ. Chờ anh đã. Chân của em thì phải làm sao đây? Dừng lại. Ôi da, chân của anh. Em bị làm sao thế hả? Ồ, em xin lỗi Thơm. Ngại ghê á. Để em giúp cho anh nha. Đi thôi. KFC. Để em mở cho. Chào em. Đây là. Này. Đợi đã. Còn nữa mà. Lê ơi, em có ở đó không? Đồ ăn của tụi mình đến rồi nè. Chúc ngon miệng. Giòn tan luôn. Chào Thơm. Hả? Có tận hai người á. Nhưng làm cách nào mà? Có bốn người bọn em luôn á. Bốn sao? Hoang mang quá đi. Thơm à, tỉnh dậy đi. Làm ơn. Ok. Thế mình có hai người bạn gái. Nhưng biết chọn ai đây? Dĩ nhiên là Claire rồi. Hay là Mary? Không, cái gì cũng sai trái hết. Phải nghĩ ra một hệ thống nào đó. Động não đi Thơm. Đúng ha, một đồng xu. Ngửa là Mary. Sắp là Claire. Đừng làm anh thất vọng đó nha. Ủa, nó đâu mất rồi? Được thôi, làm cách cổ điển vậy. Kéo, búa, bao. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Không. Quả cầu pha lê cho thấy điều gì? Cô gái này. Không, là cô gái này. À không, là cô này. Không biết đâu. Nhìn họ đây kìa. Lại đây nào mèo con. Em đáng yêu quá à. Claire, em ngọt ngào quá đi. Ủa, bé nhận dễ thương ghê. Bắt lấy nè.
buồn quá đi. Mình nên tặng chiếc nhẫn cho ai đây ta? Em đói rồi. Ngon bá cháy. Mary hay Claire? Phải chọn thôi. Anh ấy sẽ chọn em đó. Không, chọn chị. Không, chọn em mà. Nhìn đi, là thơm kìa. Cuối cùng cũng đưa ra được lựa chọn. Thơm, chiếc nhẫn. Thế ai là người bắt được chiếc nhẫn? Các bạn ơi, giúp mình với. Comment bên dưới và nói mình biết ai là người đeo nhẫn nha. Mary hay Claire, cảm ơn nha.